Xin chào và chào mừng các bạn đã quay lại channel của HelloShop. Và video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà tạo tài khoản BSN trên chiếc BS5. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. À, nếu như những bạn nào quan tâm về những nội dung như là tháng này chơi gì, review game hay là phân tích game của HelloShop thì hãy subscribe kênh Say Game, bởi vì tất cả các nội dung này tụi mình sẽ chuyển sang kênh Say Game. Và mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và đầu tiên, khi các bạn bật máy lên, đây chính là giao diện để cho các bạn có thể chọn tài khoản. Để mà tạo tài khoản thì các bạn sẽ chọn qua cái phần dấu cộng thêm người dùng, bấm vào. Các bạn sẽ nhìn qua cái bên là thêm người dùng vào BS5. Các bạn bấm vào bắt đầu chơi. Ở đây các bạn thỏa thuận thì các bạn cũng không cần quan tâm đâu, chỉ cần bấm tôi đồng ý và xác nhận thôi. Và đây là các bạn đăng nhập. Thì hiện tại chúng ta đi tạo tài khoản, bởi vì chúng ta sẽ kéo xuống cái mục tạo tài khoản. Các bạn sẽ đợi một chút. Ở đây là các bạn sẽ nhập đầy đủ các thông tin cá nhân của các bạn vào. Tiếp đến các bạn sẽ chọn vùng quốc gia, chẳng hạn như bạn muốn chọn để mà tạo tài khoản hệ của Mỹ, hệ châu Âu hay châu Á thì các bạn sẽ chọn ở đây. Chẳng hạn như ở đây là Mỹ nè, hay là Thái Lan. Sau khi các bạn đã chọn được cái vùng quốc gia để mà chọn cái tài khoản hệ nào mà các bạn muốn thì các bạn sẽ bấm tiếp tục. Rồi các bạn sẽ nhập đầy đủ các thông tin như là email, mật khẩu vào đây. Và đây là điểm quan trọng, thì đây chính là các bạn sẽ nhập cái postcode hay còn gọi là mã bưu điện trong đây để mà các bạn tạo được cái tài khoản của cái hệ bạn muốn. Chẳng hạn như là ở đây mình sẽ để những cái postcode của những cái hệ như là châu Á, châu Âu hay là Mỹ ở bên phía góc bên tay trái để cho các bạn có thể tham khảo và nhập theo. Thì ở đây mình hồi nãy ở ngoài đó mình đã chọn Thái Lan, thì ở trong đây mình sẽ nhập cái mã bưu điện của Thái Lan vào. Thì mã bưu điện của Thái Lan là 10110, bang thì là Watana luôn. Ok, sau khi các bạn nhập xong thì các bạn bấm tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cái avatar cho cái tài khoản của mình. Sẽ có rất nhiều để cho các bạn sử dụng. Đây mình lấy Spider-Man đi. Rồi. Thì ở đây là các bạn sẽ chọn cái ID trực tuyến để mà các bạn có thể cho những người chơi khác có thể tìm thấy bạn, hoặc là chat, hoặc là mời bạn cùng chơi game. Ở đây sẽ có cái gợi ý cho bạn nè. Hoặc là bạn có thể tự tạo ra một cái ID trực tuyến riêng, hoặc là các bạn có thể lấy cái gợi ý mà BS5 đang gửi cho bạn. Để đây muốn nhanh thì mình cứ lấy gợi ý cho nhanh thôi. Các bạn bấm tiếp theo. Còn đây là các bạn sẽ chọn hồ sơ bảo mật để phù hợp với cái chơi trực tuyến của bạn. Thì ở đây thông thường thì mình sẽ chọn là chỉ một mình thôi. Rồi, áp dụng. Những cái này thì bạn cứ làm theo những cái hướng dẫn trên màn hình có thôi, không có cần phải quan tâm nhiều đâu. Và đây chính là cái bước cuối cùng để mà các bạn có thể tạo xong tài khoản, là các bạn sẽ xác định cái địa chỉ email của bạn. Thì khi mà bạn bấm xác định xong thì bên PlayStation sẽ gửi một cái mail vào cái mail của bạn để mà bạn có thể bấm vào đó và xác nhận. Thì lúc này tài khoản đã được tạo thành công. Và tiếp đến các bạn chỉ cần làm những cái hướng dẫn trên màn hình cuối cùng thôi thì đã tạo được tài khoản rồi. Vậy là chúng ta đã tạo xong tài khoản BSN trên BS5. Bắt đầu chúng ta có thể trải nghiệm mua game ở trên PlayStation Store.
Và đó chính là cách để mà các bạn có thể tạo tài khoản BSN cho bản thân mình. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì đừng quên like, share video và subscribe kênh của mình để xem được những video tiếp theo về công nghệ nhé. Và mình là Hào Lê, hẹn gặp mọi người trong những video sau.